thẹn thùng làm chi ngốc ơi, anh đừng đi đâu mình ơn. Mình đến với nhau đi, cuộc tình mình giờ ấm no tự do. Ba má em đã kêu tao mày cô dính ai tiền ta sẽ lo. Ôi quá tiếc giờ tụi mình là nhất trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trời đã cho con chàng trai dễ thương. Vui lên đi vì không có nên lo chi, thế gian bao người giờ con kia.
chống gáy anh xách cây cuốc để mà đi ra đồng. Người nông dân chẳng lắm tay bùn nhưng mà đã yêu ai thì chỉ có một lòng. Em đừng có lo cái số mình khổ nè, ruộng dân có cánh cò bay bay. Thương em cái nét mộc mạc, em cười một cái là bao người say say. Cầu hò điệu lý tình ca, ta đưa nhau về mảnh đất phù sa. Kính thưa gia tộc họ nhà gái, hôm nay được sự thống nhất của hai gia đình, tôi xin đại diện họ nhà trai đến xin trình lễ đại đăng khoa. Xin họ nhà gái cho họ nhà trai được nhập gia để làm lễ à. Mơ làm chi hỡi bạc vàng, chỉ mong cho tám no. Cây cầu tre bên hàng dừa, bên nhau ngày sau ấm êm. Bao mộng mơ xây giấc gối đầu bên nhau mỗi đêm. Giấc mộng xây ta đưa nhau về một tấc liêu chắn chung tay dài kề. Mang sắc son câu thề duyên tình quê bao năm nồng ấm. Kìa hàng cao xanh khi đêm trăng về mặt hồ long lanh. Nghe sao yên bình em mang chân tình một lòng. Không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo có em đây. Mà em hiền, bà em không khó, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi giường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau, quên hết bao muôn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Cưới hồng, chốt nha, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à. Đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹp, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chầu cao anh đưa tới giảm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà, đón mừng cô dâu mới nào là. Có cái gì vậy? Nhỏ ra được rồi. Qua đây luôn đi. Rồi rồi. Cũng kính thưa thân tộc họ nhà gái, được sự thống nhất của hai gia đình thì hôm nay tôi cũng đại diện cho họ nhà trai đến trình cái lễ đại đăng khoa cho hai cháu. Trước mắt thì tôi cũng sau hồi nãy thì cũng giới thiệu thân tộc họ nhà trai rồi. Về tới cái phần thứ nhất thì tôi trình về mâm quả. Hôm nay họ nhà trai có mang qua là lễ vật là mâm quả là 8 mâm, gồm 4 mâm trái cây, 1 mâm trà rượu và 3 mâm bánh, cộng với 1 con heo quay. Dạ, thính trình cho họ nhà gái được biết. Dở cái mâm alo, dở nắp alo đặng nó chụp hình. Rồi đó, đó. Anh khều cái đặng để anh Năm khều cái chén đó qua. Ừ đó đó, để chồng cái nó lên chút mình ấy. Đó, dở đại hết luôn đặng chụp hình chứ gì. Nhỏ tuổi ơi. Thương thì nói là thương, là em nói nghe đi em
kính thưa thân tộc họ nhà gái, thì bây giờ tới phần thứ hai là cái phần bên họ nhà trai trình cái phần xính lễ cho cô dâu. Bên họ nhà trai quăng qua cho cô dâu là một đôi bông tai, một chỉ và 24, một cặp nhẫn, hột xoàn 4.4 ly, cộng với một cặp kiềng 6 chỉ và 24. Rồi cái phần đó là phần nữ trang á. Bây giờ chị nữ cho trình này chú rõ ra. Dạ. Rồi để đó đi. Cái chuyện này đâu mà. Chuyện đó đi xuống cho nó rộng chút. Rồi anh Năm sắp lại. Cũng như nãy là có trình sơ qua rồi họ nhà gái đó. Cũng như một cặp kiềng 6 chỉ và 24 và một cặp nhẫn hộp xoàn 4.4 ly với một đôi bông tai 1 chỉ và 24. Cái phần đó là phần phần nữ trang. Rồi tiếp theo nữa là cái phần tiền tiệc nước và cái phần tiền trang điểm cho cô dâu để với cô dâu sắm sửa quần áo đằng dì nhà chồng. Phần và cái phong bì của tiền tiệc nước đó là 20 triệu, và cái tiền mà trang điểm cô dâu với tiền cô dâu mà sắm sửa đằng về nhà chồng đó là 10 triệu, tổng cộng là 30 triệu. Như vậy là cái tiền dụng trong cái lễ hỏi này là 20 triệu. Dạ, 20 triệu. Dạ, cũng như bên họ nhà trai có mang qua là cái tiền xính lễ đó, tiền tiệc nước đó là 20, còn tiền trang điểm cô dâu với sắm quần sửa quần áo đằng cô dâu đó là 10 triệu, tất tổng cộng là 30. Đó bên họ nhà gái. Bây giờ theo loại trình của bên họ nhà trai thì phần nhà trai trình thì nhà gái chứng nhận. Dạ. Có chuyện là của bà hay là cô chưa có nghe thì do bên nhà gái của người ta. Rồi. Rồi ship rồi. Mình để tạm vậy đi ha. Không có để về cho để cái y như nãy giờ cho nó đẹp phải không? Cho nó đẹp á. Dạ, để cho nó đẹp. Để cho đẹp. Cái bình bông sụt lại ăn chứ. Đó. Để vậy đó. Để vậy cho quay phim chứ không gì. Rồi đó. Rồi vậy đi. Dạ, kính thưa thân tộc họ nhà gái. Cũng như hồi nãy tôi có trình ở bên trong bên quý ông, giờ ra trình bên quý bà, là cũng như bên họ nhà trai có mang qua cho cô dâu là một đôi bông tai 1 chỉ và 24 và một cặp nhẫn hột xoàn 4.4 ly với một cặp kiềng 6 chỉ và 24, cộng thêm đó là tiền tiệc nước là 20 triệu với tiền trang điểm cô dâu với cô dâu sắm sửa quần áo về nhà chồng là 10 triệu nữa, là tất cả là 30 triệu. Đã tính trình cho bên thân tộc họ nhà gái biết. Bên kia có bà nội luôn, bà ngoại chú rể rồi đó, chứng gia chứng kiến cho hai bà ngoại cho con xin cha mẹ. Dạ, cái đó là phần thứ ba. Cái tâm mà mình tình cái ngày cưới thì những cái vụ đó là sao vậy? Đám cưới vui ghê.
trót mang si tình. Một chàng trai quê dễ thương làm em xuyên sao đêm ngày. Sau 10 năm cuộc đời ngại chi dù gian lao, nhưng đến bên nhau giờ em đã thương anh rồi. Em gái quê thật thà chịu thương chịu khó bên anh, dẫu sao cũng chẳng rời xa. Con người sang nắng chiều mưa, thương anh sớm tối không rời. Nhưng lòng em mỗi anh thôi, gái hiền ngoan không nói hai lời. Không thèm những lời xa hoa, cũng không bao đồng chuyện người ta. Ruộng xa nắng trưa anh cài, nước mắt ngọt dần đến tận tai. Em thì chẳng có gì đâu, em đây chỉ có chân thành. Sang giàu em chẳng cần đâu, chỉ chờ anh qua rất cô dâu. Mâm rượu mâm tròn mâm cao, mong tình duyên mình được bên lâu. Rồi bây giờ Thịnh con rót rượu, với con lấy bên rượu mời bên cha con đi. Rồi bên cha thì mời bên bảo con. Thôi gái hiền ngoan không nói hai lời, không thiệt những lời xa hoa, cũng không bao đồng chuyện người ta. Ruộng xa nắng trưa anh cài, nước mắt ngọt dần đến tận tai. Em thì chẳng có gì đâu, có em đây chỉ có chân thành. Sang giàu em chẳng cần đâu, chỉ chờ anh qua rước cô dâu. Mâm rượu mâm tròn mâm cao, mong tình duyên mình được bên lâu. Giờ còn là cái phần sau cùng, là tôi cũng đại diện với họ nhà trai xin trình cái ngày cưới với bên họ nhà gái. Là ngày cưới thì được cái lễ thành hôn là vào ngày 21 tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn, là mình tổ chức tiệc cưới giống như ngày 21 tháng 2 á. Rồi với một phần nữa là xin
Kính thưa họ nhà gái, là hôm nay là hai cháu đó, là ngày nay là cũng như bên họ nhà trai với họ nhà gái, mình xin cho nó được phép kêu cha mẹ hoặc là ba má. Dạ, nhưng mà hai bên cũng thống nhất vậy ha. Rồi cũng như phần lễ đến đây rồi cũng như là xong đó. Đám 2021. Dạ, cũng gần tới thôi. Gửi cho anh xui. Nhập gia mấy giờ anh? Nhập gia 9 giờ. Ơi hò, chuyện là con sáu sang sông sáu sổ lòng. Em chưa chồng, đẹp ngày anh rước em luôn được hồng. Chờ ngày anh sang với má ba cho ta được yêu tới già. Từng về nhà anh đã quá xa, sao em đã chờ lòng qua. Kiều vàng ngô ô của nước dâu, mình thành phố thế giới nhau. Ý em đây muốn bên anh dài lâu. Chuyện ai về làng mình đây, dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay, anh cứ nhậu
thoải mái có sẵn em vào thay. Ý kìa chú ba, đem qua thêm con cá lóc, cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Mà ở dưới miền Tây ta nhậu ngon hết say, nhậu không thấy trời mây, không say là không về. Ha, nghe em hát dân ca, người từ xứ xa cứ yên tâm em đây thật thà. Hoài nói quỷ nói dai nói dài mà mày chưa bật nhạc. Nhanh nhanh giùm tao đừng làm tao nóng. Tao nóng tao lên là bay hơi mệt. Tao nóng tao lên tao quẩy bay giờ.
dễ. Em cứ chi mà lo xa, có chuyện gì khó thì tụi mình cứ cho qua. Vì cái tính em hiền đẹp người còn đẹp nết, nên mà chuyện trong nhà cứ để anh lo nha. Đâu cần hứa gì xa xôi, cần tìm má anh qua thôi. Chịu cho chúng mình nên đôi là trời ơi nó đã, mình là nhất trên đời. Em chúc việc yên tâm, anh hứa sẽ không là vui vẻ ăn mì khi em nấu cơm sống. Và anh hứa sẽ cùng em rửa từng cái chén rồi đi làm về sớm, không để em trông ngóng. Từ giờ tiền của anh là của em, tiền của em là của em. Anh chỉ cần làm về thấy em chạy trước cửa là muộn phiền tan biến, đâu cần gì nữa em. Mỗi sớm ra đường bắt gặp anh hay đứng nhìn, nhìn nó trời liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Giờ đôi ba câu nói anh làm tim em bồi rồi, chẳng lẽ em đã say say anh rồi. Tuổi đôi mươi em chưa muốn phải theo anh ngược xuôi, mà mỗi lần em không có anh kề bên em không được vui. Giờ đây em không biết con tim em nó đang sao, hay là mình lỡ phóng lao nên theo lao. Em đã nói trước em không phải như con người ta, em mềm yếu như một nhành hoa, em không có biết làm việc nhà. Mà thiệt anh rất có phước, chẳng một bước em có người rước. Cũng may là anh sang suốt tìm đường vào tim em anh ở luôn. Nhìn em đi trên sông có chở theo đầy bông, cạn hết chung ru hồng, hai đứa là vợ chồng. Em đã giao lòng anh để hai con tim sưởi ấm, tình em như cây lúa xanh yêu những cánh đồng quanh năm. Giờ đây em nói trước em không phải như con người ta, em mềm yếu như một nhành hoa, mà em không có biết làm việc nhà. Mà thiệt anh rất có phước, chẳng một bước em có người rước. Cũng may là anh sang suốt tìm đường vào tim em anh ở luôn. Anh năm nay xuống chơi, anh năm nay ơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ngờ đâu anh mang trầu cá quan nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá sắp to tin có ra muốn thắm thì nghe xe mặn nồng yêu thương lắm mơn mong khi thì còn chẳng chờ chi nữa ngày mình bên nhau. Giờ thì đã mau tình lang nhói.